Vâng, thì đây hello mọi người nhé. Nói chung là đây là một cái con so cạc mà nó cho một chất lượng âm thanh cực kỳ là hay, với giá trị của nó rất là bình dân nhưng âm thanh của nó cực kỳ hay. Thì trên cái bộ so cạc này gọi là con so cạc H9. Vâng, H9 vâng. Thì nó có nhiều cái hiệu ứng vỗ tay này. Đấy, tiếng cười này. Đấy, nó có thể chỉnh theo độ vang để thích hợp cho tất cả các chị em bán hàng. Có thể chỉnh độ vang bé hơn và ít hơn để các chị bán hàng. Và có thể chỉnh biến giọng những cái giọng khác nhau. Vâng, anh có thể chơi đi go hoặc các bạn xã hội khác nhau rồi. Đấy. Thế không ạ, biến giọng. Vâng, tiếng cười này. Đấy. Thế cái bộ này thì mình được đánh giá bộ này thì mình được đánh giá là bộ so cạc mà cho giá trị của nó bình dân nhưng chất lượng âm thanh của nó cực kỳ hay. Các chị muốn mua một bộ mic livestream với giá trị bình dân và đạt được âm thanh và đạt được những hiệu ứng mang lại cho tất cả các chị livestream thì đây là một cái bộ so cạc là rất là hoàn thiện. Vâng, còn các chị có tiền thì các chị có thể lấy những cái bộ so cạc mắc tiền hơn thì các chị hãy liên hệ trực tiếp với mình nhá. Nhưng mà nếu như các chị mà bình dân mà khoảng 1.3 triệu trở đi thì các chị lấy cái bộ này thì là mình đảm bảo là rất là hay rồi mọi người nhá. Rồi ok, sau đây mình sẽ test thử cho tất cả mọi người một ca khúc bài hát được mang tên sẽ là một của anh của ca khúc Đình Dũng đi nhá mọi người nhá. Dạ, yeah. Nói chung là hát hay thì nói chung là mic hát live cool trên thì hiện tại bây giờ thì bộ nào cũng rất là hay rồi, nhưng quan trọng vẫn là tiếng hát của mọi người nữa, tức là quan trọng về giọng hát của tất cả các chị em. Vâng, và một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả mọi người đang xem live stream trực tiếp của mình. Vâng, kính chúc tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào. Và anh chị nào mới vào chương trình live stream hãy cho em một cái chia sẻ và comment cho em một cái nhá. Một lần nữa xin cảm ơn Lam Dương, Quang Lam, 80 sản phẩm mới nhất live stream, Nguyễn Đình Bình. Vâng, xin chào anh Bình. Và anh chia sẻ cho em một cái đi anh ạ. Một bộ này chỉ có 1.3 triệu một bộ thôi nha anh nhá. Màu đỏ xin cảm ơn Lộc Tóc, xin chào người đẹp luôn ạ. Ok nhá, chia sẻ cho anh một cái đi em ơi. Ok, xin gửi đến Lộc Tóc bài hát được mang tên Sai Lầm Của Anh nhá, để test thử cái bộ so cạc này mang đến cho tất cả mọi người ạ. Rồi, ok. Đấy, âm thanh rất là nhỏ, rất là hay, bật chế độ. Anh từng ngoan trách em rất nhiều, sao người ấy bảo anh trông khó liêu. Anh từng nói với em rất là người, sao người ấy để anh ôm chơi với. Giờ lớn hơn anh mới yêu, anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc đấy anh quá xoan, em lâu dám gửi hơn cho anh mang. Sai lầm lắm nhớ đánh mất trong cuộc đời, là đánh mất em khi ta cười hai vui, là buồn ấp ôm theo em cả cuộc đời mà bản thân anh vẫn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có là nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tưởng lại anh đây rồi, sợ theo ước anh em sẽ đến đau cuộc đời. Rồi, xin chào em Nguyễn Diện nhá. Cảm ơn Nguyễn Diện đến với chương trình ngay chương của anh nhá. Ok nhá mọi người nhá, cho một chào vỗ tay cho mọi người ơi. Yeah. Ok đó. Với hát live stream là bao hay bao khê các anh chị ạ. Và quan trọng là các bạn hát hò như nào nhá. Một lần nữa xin cảm ơn Lộc Tóc Nguyễn Hồng, cảm ơn Nguyễn Đình Biển. Rồi anh Phạm Thắng, cảm ơn anh đã mua sản phẩm với hát live stream em. Cảm ơn Lộc Tóc nhá, chia sẻ cho anh cái. Bích Phượng xin chào em luôn, cảm ơn em đã mua sản phẩm với hát live stream của anh tại Đài Loan luôn ạ. Ok, Trương Ngọc Nguyễn, cảm ơn em rất là nhiều. Ok. Anh từng ngoan trách em rất nhầm, sao người ấy bỏ anh trong cô đơn. Anh từng nói với em rất lặng lời, sao người ấy để anh ôm chơi với. Giờ đánh lên anh mới nhờ, anh cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc đấy anh quá xoan, em đâu dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lắm nhớ đánh mất cho cuộc đời, là đánh mất em khi ta tuổi 20, là muốn áp ôm theo em cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa được nói. Giờ này anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em lên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, dọc theo bước anh em sẽ đến đau cuộc đời. Sai lầm lắm nhớ anh mang cho cuộc đời, là đánh mất em khi ta tuổi 20, là ơn áp ôm theo em cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa được nói. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em lên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, dọc theo bước anh em sẽ đến đau cuộc đời. Người không dám
cuộc đời. Đó, anh chị thấy không ạ? Rồi rồi, mà chế độ lại đi ạ. Vâng. Dạ. Anh xin địa chỉ mua kính nha. Rồi chắc ngày nay phải chuyển sang bán kính rồi. Các chị ơi, mới cái bộ mic hát livestream này nó mang lại cho tất cả mọi người những cái hiệu ứng nhu nhộn như giả giọng, hát autotune hoặc là biến giọng, và có thể ấn một cái tiếng mình nó có thể hoàn toàn biến khác nhau và đổi được cái giọng âm thanh khác nhau để các chị chơi nhá, rất là vui đúng không ạ? Vâng. Còn các chị nào thích hát bình thường thì có thể bật chế độ KTV lại, hoặc các chị có thể chỉnh bớt vang lại để các chị hát. Thì mình được đánh giá cái con sao cạc này là được đánh giá là con sao cạc hoàn thiện nhất là về cái tính năng, vâng, về tính năng hiệu ứng, vâng. Bao nhiêu bộ mic đang hát vậy shop ơi, cảm ơn bạn Đô Thi Hằng. Vâng, bộ mic livestream này thì nó tùy thuộc vào mic. Bộ mic này mà mua giá thấp nhất là 1.3 triệu một bộ nha bạn nhá. Còn cái mic này đang hát đây là giá của nó tới 2.6 triệu, và cái mic này nó rất là mắc tiền bởi vì cái nhìn hình dạng của nó thì nhất là cầu kỳ dành cho những người đam mê. Còn nếu như các chị mà mua những cái bộ mic bình dân cũng cái sao cạc này, những cái mic ABM 900 hoặc là AT 100 thì giá của nó 1.3 triệu một bộ thôi bạn nhá. Hát thì chất lượng âm thanh của nó cực kỳ hay. Nguyễn An, xin chào chị Nguyễn An đến với chương trình anh chị của em ạ. Chào Phương Ngọc nha, lại hay nữa. Hải Long ơi, âm thanh nghe lại mua thêm em ơi. Cảm ơn Đỗ La, cảm ơn rất nhiều. Chào giám đốc, cảm ơn Nguyễn An. Mỗi lần hát live stream Nguyễn An đều vào xem live stream rất là nhiệt tình và cảm ơn rất là nhiều ha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn chị Bát đã chia sẻ video. Anh chị và chương trình live stream hãy chia sẻ cho em một cái để động viên tinh thần bán hàng của em ạ. Vâng, em thì em hát không hay lắm đâu. Nhưng mà vui thì em chính, thì em hát là chính thôi. Chứ anh chị mà vào đây mà nghe ca sĩ Lý Hải mà hát thì chắc chắc là các bạn anh chị bỏ nghề hết rồi. Ok, đeo quả kính này cho nó chất nha mọi người nhá. Cho em cái quần hả? Quần này cho cái gì em ơi? Quần này của vợ anh tặng từ Hàn Quốc về. Rồi ok, xin cảm ơn rất là nhiều mọi người nhá. Rồi ok, anh chị ơi xem bói đi ạ. Vâng. Rồi ok, anh xem nào, anh chị nào đang xem live stream mà muốn mua mic live stream thì liên hệ với mình luôn nhá. Yeah, em hát thì nói chung là không được hay lắm đâu, nhưng mà nhờ bộ âm thanh chuyển đổi âm thanh thì nó cho một chất lượng âm thanh rất là hay. Vâng. Nếu như các chị không tin thì các bạn mua về đi ạ. Mình sẽ cam kết rằng các chị hát hay, và không hay thì các chị trả lại nhá. Rồi ok ạ. Cam kết hát hay mà đã không cam đã đồng kết hát hay mà đã không hay thì chắc chắn là phải trả hoặc là đổi lại rồi đúng không ạ? Đã. Chị Mát chia sẻ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều nhá, chị thân yêu của em nhá. Chị ở bên Việt Nam thì em tặng cho chị một mic livestream, nhưng mà tại chị ở xa quá là em tặng tối tiền ship. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Anh qua rồi, nhẹ buông mắt này, đây lối về sao mặt chân lao. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê ăn làm ta thắm cay. Sức chim mau cho ta thấy nhau, vơ mộng rồi thì ta lớn bao. Đừng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau cùng lời hứa phút cuối từ lấy được không? Gặp nhau sẽ ôm lấy để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho ta đưa cho nó lần nữa, nếu cho ta quay lại suốt giây đầu, anh nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp em. Yeah. Ôi quá hay luôn ạ, Nguyễn An hay quá đấy, người Thị Hằng cảm ơn ạ. Người nhà mà toàn khen hay như vậy là không là đâu ok rồi. Rồi một lần nữa xin cảm ơn người đẹp Việt Nam đến với chương trình live stream của mình nhá. Mỗi lần hát live stream mà người đẹp Việt Nam đều vào xem live stream rất là nhiệt tình và chia sẻ cho mình có một lời cảm kích rất lớn đối với mình rồi. Nói thực tế đó thì mình hát không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng các chị vào xem live stream chia sẻ video đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Vâng, cảm ơn rất là nhiều nhá Việt Nam. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ nước mắt này, bản thân nào liền rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thắm cay. Sức chi vào chút ta thấy nhau, vừa mong rồi chỉ tình ta đơn đau. Đừng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau tương lai hứa
anh chị thấy hay không ạ? Vâng, mình thấy mình chả thấy hay cái gì cả. Vâng, hát nghe nó rất là sao sao ạ. Vâng, nhưng mà công việc mỗi ngày thì bắt buộc là phải hát live stream thôi, chứ mình nghe nó sao sao mà. Ok nhá mọi người nhá. Vâng, có anh chị là muốn biết live stream hãy liên hệ trực tiếp Facebook của Mai Hải Long hoặc số điện thoại Zalo là 0944355855 để đặt cho mình một mình hát live stream nhá. À, các chị lâu lâu các chị vào xem live stream thì các bạn thấy nó cảm thấy nó hay hay một tí thôi, chứ thực tế là mình hát live stream mình cảm thấy cũng thích chán với cái giọng hát của mình thật sự luôn. À, nhưng mà vì